Chào ngày mới quý vị khán giả, mở đầu bản tin chuyển động ngày mới hôm nay. Không chỉ tôm càng, nhu cầu tiêu thụ tôm khô trên thị trường cũng tăng cao, khiến giá tôm khô trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tăng từ 30 đến 50 ngàn đồng một ký so với tháng trước. Theo các cơ sở sản xuất, tôm khô tăng là nguồn tôm tươi thu mua từ các ghe biển giảm. Trong khi thời điểm này, sản lượng tôm vuông cũng có phần ít hơn trước nên giá tôm tăng cao. Hiện giá tôm khô biển loại 1 là 650 ngàn đồng một ký, loại 2 là 530 ngàn đồng một ký. Tôm đất vuông có giá từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một ký. Tuy mặt hàng tôm khô tăng giá nhưng vẫn hút hàng và được người tiêu dùng chọn mua làm quà biếu cho bạn bè, người thân trong dịp Tết. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần, là thời điểm nhu cầu mua sắm Tết của người dân tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đến thời điểm này, các doanh nghiệp, nhà phân phối cũng như một số cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu, đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, siêu thị Co.op Mart Cà Mau đã chủ động kế hoạch dự trữ hàng hóa khoảng 99 tỷ đồng, với đa dạng về mẫu mã, chủng loại, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng người dân trước, trong và sau Tết. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng lương thực thực phẩm, rau củ quả, trái cây, nước giải khát các loại và các dòng sản phẩm đảm bảo sức khỏe. Hàng hóa trước khi vào siêu thị đều được kiểm tra sàng lọc chặt chẽ nhiều khâu nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Siêu thị Co.op Mart Cà Mau cũng triển khai song song dịch vụ mua sắm trực tiếp kết hợp trực tuyến để người dân thoải mái, thuận tiện trong mua sắm, lựa chọn hàng hóa. Năm 2023 cụ thể là từ bây giờ thì siêu thị Co.op Mart Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp để kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ cũng như vệ sinh an toàn của hàng hóa để hàng hóa vào siêu thị phục vụ bà con có chất lượng tốt nhất, đảm bảo an toàn nhất. Cái thứ hai là siêu thị tiếp tục thực hiện cái việc dự trữ hàng hóa, chọn lọc hàng hóa, những cái nguồn hàng sao cho nó đảm bảo chất lượng đa dạng phong phú để phục vụ cho bà con, sẽ tăng cường thực hiện nhiều cái biện pháp khuyến mãi về giá cũng như là tặng kèm hàng hóa, các dịch vụ tăng thêm để cho bà con khi mua sắm sẽ được hưởng nhiều cái lợi ích nhất. Là chợ nông sản thực phẩm lớn nhất thành phố Cà Mau, những ngày này không khí mua bán tại chợ phường 7 khá nhộn nhịp. Hiện chợ phường 7 có hơn 450 quầy của các tiểu thương chuyên kinh doanh các mặt hàng nông sản thực phẩm, thủy hải sản, trái cây các loại, với đa dạng mẫu mã và phong phú về chủng loại. Chị Phạm Ngọc Chiêu là một trong những tiểu thương kinh doanh các mặt hàng rau củ lớn nhất tại chợ phường 7 cho biết, thời điểm này, lượng hàng về liên tục, quầy rau củ của chị cũng đang tất bật cung ứng nguồn rau củ cho người dân và các điểm phân phối nhỏ lẻ khác trong tỉnh, đồng thời dự trữ thêm nguồn hàng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thời điểm sau Tết. Hàng Tết thì em vẫn bán hàng Đà Lạt nhiều, như vậy hàng Đà Lạt lạc nhiều, còn bầu mướp với đào thì giờ nó rất là rẻ luôn. Nói chung là từ đây tới Tết thì theo giá thị trường thôi, trong nhà vườn nó cho giá nhiêu thì mình cân nhiêu, chứ mình không quyết định giá được. Đâm ra hàng nó rất là đẹp, không có bị lỗi gì trơn, tại vì mình lấy quanh năm suốt tháng hàng phải bảo đảm cho mình, chứ mà hư là đâu có xài được đâu mà bán cho bà con. Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh mặt hàng khô các loại, chị Trần Kim Thắm đã chủ động kế hoạch kinh doanh của mình để bảo đảm nguồn hàng phân phối ra thị trường trong thời điểm trước, trong và sau Tết. Thấy chợ nó cũng còn hơi ế, như mình chưa bán được vậy đó, thì giờ mình mua cũng từ từ vậy thôi, chứ bán cũng không có được nhiều. Thì giờ chợ gì đó rồi cứ bán không ra đồ, mình đâu dám dự trữ nhiều đồ đâu. Bây giờ tới đâu tính tới đó. Chợ thì bán không được mà đồ nó vẫn lên giá. Để phục vụ công tác trước và trong Tết Nguyên đán năm 2023 thì bên công ty chợ cũng là tích cực liên hệ với các tiểu thương là nhập hàng hóa, đảm bảo cái nguồn cung hàng hóa đầy đủ cho phục vụ bà con trước cũng như trong và sau Tết. Điểm hiện tại thì cái nguồn hàng hóa thì về nó tương đối là vừa đủ đáp ứng. Về hàng hóa dồi dào thì chắc cũng lọt vào khoảng tầm ngày 15 của tháng sau thì cái nguồn hàng hóa nó sẽ về cho nó dồi dào hơn. Cũng có được sự hỗ trợ của tự quản lý thị thành phố cũng như ủy ban dân phường 7, thì ba bên kết hợp là thường xuyên ra quân trật tự mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè
để đảm bảo chung cái công tác trật tự chợ trước Tết, trong Tết và sau Tết. Theo đó, toàn tỉnh có 18 doanh nghiệp, các trung tâm thương mại siêu thị đã xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng, đồng thời tham gia kế hoạch bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp Tết. Trong đó, chủ yếu tập trung vào 5 nhóm hàng, gồm nhóm công nghệ thực phẩm trên 560 tỷ đồng, nhóm nông sản thực phẩm trên 27,7 tỷ đồng, nhóm sản phẩm ô cốp, công nghiệp nông thôn, đặc sản của tỉnh hơn 22 tỷ đồng, nhóm nhiên liệu trên 500 tỷ đồng và nhóm kim khí điện máy hơn 100 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau còn có số lượng lớn hàng hóa của các tiểu thương tại 71 chợ, trên 100 cửa hàng tiện lợi và hàng ngàn cửa hàng kinh doanh, tổng hợp dự trữ hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Bản tin chuyển động ngày mới cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.